Bắc Kinh yên ắng lạ thường. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, thủ đô Bắc Kinh cũng lộ ra cảnh tiêu điều. Gần đây, một bài viết trên mạng mô tả tình hình hiện tại ở Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của chính quyền và tất nhiên ngay sau đó đã bị chính quyền chặn trên Weibo. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 1, tài khoản công khai trên WeChat có tên tạm dịch là Pink có thể nói lên sự thật, đã đăng một bài viết có tiêu đề Bắc Kinh chưa bao giờ tiêu điều như hiện nay. Người đàn ông trong video miêu tả Bắc Kinh hiện đang xuất hiện cảnh tượng bế tắc và tiêu điều ở mức độ cao. Bài viết nói rằng trước đây không có rào chắn ở quảng trường Thiên An Môn và các kiến trúc ở đó có thể được chụp ảnh ở cự ly gần. Nhưng bây giờ tất cả đều bị chắn lại. Hơn nữa, nhiều nơi ở Bắc Kinh đã bị phân cách. Chẳng hạn như trường học, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, các trường đại học, các trường trung học và tiểu học. Bây giờ đều không thể tùy tiện vào đó được. Bài viết còn nói, trước đây cầu Lượng Mã đúng là một tô giới. Hàng ngày, rất nhiều người da trắng chạy quanh sông Lượng Mã, tương tự như sông Sen ở Pháp. Bây giờ, rõ ràng là người nước ngoài ở Bắc Kinh ít hơn, người da trắng ít hơn, người da đen ít hơn, người lai Tây Á cũng ít hơn. Hơn nữa, đường phố ở Bắc Kinh hiện nay không mấy sầm uất, đặc biệt là vào ban đêm, không có mấy bóng người và cũng không có nhiều quầy hàng trên phố. Nguyên nhân cốt lõi nhất dẫn đến tình cảnh sự tiêu điều của Bắc Kinh vẫn là vấn đề kinh tế. Bài viết cho rằng, nền kinh tế Bắc Kinh đã từng rất hùng mạnh, khu vực tập trung ngành công nghệ Internet nằm ở Hải Điến hiện nay cũng rất ảm đạm. Khu vực tập trung ngành tài chính nằm ở Tây Thành. Tài chính hiện chịu sự giám sát chặt chẽ, lĩnh vực này đã chết và không còn sức sống. Khu vực giáo dục cũng ở Hải Điến, số phận của lĩnh vực giáo dục được cho là tồi tệ nhất trong tất cả các ngành. Khu vực văn hóa nằm ở Triều Dương là điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, nghệ thuật và truyền thông. Ngành văn hóa ở Bắc Kinh bây giờ chỉ còn nửa hơi thở mà thôi. Ngoài ra, còn có một khu đầu tư nước ngoài nằm ở Triều Dương. Vốn đầu tư nước ngoài vào Bắc Kinh trước đây rất mạnh. Nhưng mọi người đều biết tình hình đầu tư nước ngoài những năm gần đây, các nhà đầu tư đã rút đi gần hết. Vấn đề cuối cùng là nằm ở ngành du lịch. Mọi người không còn thích đến Bắc Kinh nữa. Nhiều cư dân mạng cũng bình luận như sau. Kể từ khi dân số cấp thấp bị đuổi sạch cách đây một năm, dân số dần trở nên hoang vắng. Bắc Kinh đang tiêu điều nói chung, không chỉ giới hạn ở Trung Quan Thôn. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Trong ấn tượng của tôi, 10 năm trước Bắc Kinh không như thế này. Đều là do tự mình gây ra.